Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với cách sử dụng các giải gradient để hack tô màu vật liệu trong phần mềm AutoCAD 2015. Trong bài học lần trước, chúng ta đã tập làm quen với việc hack một cái bức tường đơn giản. Thì ngoài hack các vật liệu như này, chúng ta có thể tô màu cho nó bằng cách sử dụng công cụ gradient. Các bạn cũng gõ lệnh H Enter cho mình. Đấy. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình chế độ gradient. Và các bạn sẽ thấy chúng ta có một những cái thiết lập màu sắc ở đây. Và các bạn có thể lựa chọn và kích vào cái đối tượng. Đấy, các bạn thấy không? Như này chẳng hạn. Thì đây gọi là dùng giải màu gradient trong CAD. Thì các bạn cũng có thể thiết lập các tính năng cho cái giải gradient này. Đầu tiên các bạn có thể lựa chọn màu sắc cho nó. Đây, chúng ta có thể lựa chọn là màu gradient color 1. Các bạn có thể lựa chọn cho mình một cái màu mà các bạn mong muốn, ví dụ màu xanh này chẳng hạn. Đấy. Các bạn thấy không? Tiếp theo, các bạn có thể chọn là chế độ một màu hoặc là hai màu. Tức là các bạn có thể hòa trộn một màu hoặc là hai màu mà thôi. Ở đây mình sẽ chọn hai màu, đấy, hoặc là một màu, đấy. Thì một màu thì nó sẽ sử dụng màu đen hoặc là các bạn thấy này. Đấy, các bạn thấy không? Màu đen hoặc là màu trắng. Đấy, thì cái này tí nữa mình sẽ nói. Còn nếu như các bạn sử dụng hai màu thì các bạn tương tự cũng có thể là chọn cho mình cái màu để sử dụng chức năng hòa trộn. Đấy. Đây. Đấy. Sau đấy các bạn sẽ thấy này. Tùy vào mỗi màu chúng ta sẽ có những kiểu hòa trộn khác nhau. Đấy, và cái này sẽ liên quan đến kiểu cách kiểu gradient giải màu các bạn sẽ chọn. Sau đấy các bạn sẽ thiết lập các thông số về độ trong suốt tương tự như các đối tượng khác. Đây, thấy không? Khi chúng ta tăng nó lên thì đối tượng nó sẽ trong suốt hơn. Đấy. Còn cái này thì cũng có thể thiết lập góc cho nó, các bạn thấy không? Khi chúng ta thay đổi góc thì cái giải màu chúng ta cũng thay đổi về góc. Đấy, các bạn thấy không? Nhìn này. Đấy. Tiếp theo là chế độ tin. Thì chế độ này sẽ giúp các bạn hòa trộn. Đấy. Thì chế độ tin này nó chỉ dùng khi chúng ta sử dụng thiết lập là một màu mà thôi. Và nó, khi các bạn 100% thì nó sẽ sử dụng màu trắng. Còn khi các bạn giảm dần về 0% thì nó chủ yếu sẽ sử dụng màu đen để hòa trộn với cái màu 1 của chúng ta. Đấy, thì các bạn cũng có thể lựa chọn tùy vào cái nhu cầu của bản thân. Đấy. Còn đây thì là chế độ Origin, tức là chế độ mà chúng ta sẽ sử dụng là nó lấy màu hòa trộn như thế nào mà thôi. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Thì cái thiết lập xong, các bạn có thể là Enter. Đấy, để sử dụng cái giải gradient mà các bạn thiết lập. Thì gradient nó cũng ít khi sử dụng trong CAD, tuy nhiên là thỉnh thoảng chúng ta cũng hay sử dụng và thường sử dụng trong nội thất hoặc là đổ những cái mảng màu. Đấy. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản thì các bạn có thể thiết lập các giải màu gradient trong phần mềm AutoCAD. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.